Hôm nay thì mình sẽ quay cho anh chị là xem khu vườn của mình á, cũng có những cái không gian buổi tối, nghĩa là anh em ngồi lại với nhau để chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mệt mỏi thì cũng không có mệt mỏi, tại vì làm cây á, là bên mình nó là rất là yêu cây, cho nên là có nắng có mưa này kia mấy bữa nay á, ai cũng bị cảm hết, nhưng mà vẫn cố gắng là làm xong cái nhiệm vụ của mình, đó là ghép cây cho khách nè. Đây, hôm nay là ghép 150 cây cho khách tông mini. Anh chị mà có nhu cầu mà đặt ghép á, về bán sỉ cho dịp Tết này thì cứ alo và điện thoại ngay và liền cho Sương Liêu 0902 898 258. Bên mình đó là cam kết là ghép và chuộng giống cho anh chị nhé. Mới ghép xong hồi từ sáng cho tới chiều, 150 cây cho khách. Như mình đã báo á, cái hành cổ thì nó sẽ dao động là 6 cho tới 12 cái lô mini này. Khi nào mà cứng bo thì mình sẽ giao cho khách, thì hẹn gặp lại khách sĩ là một tháng rưỡi nữa sẽ giao cho anh ạ. Có nhiều khách hỏi là bây giờ ghép là kịp Tết hay không. Kịp Tết hay không thì quan trọng mình muốn dày tàn hay không thôi. Chứ bấm đọt thì vườn mình vẫn bấm la liên tục, vẫn xuất, không phải chỉ trong dịp Tết mà xuất tháng nào mình cũng xuất đều đặn hết. Có nhiều khách là đặt là qua Tết mới nhận nữa, thì mình sẽ tính thêm phí không chăm dưỡng thôi, tại vì tiền phí mà ghép bo bên mình nó rất là bình dân, rất là giá hợp lý để anh chị có thể về kinh doanh. Còn phí mà chăm dưỡng qua Tết á, cũng hợp lý để cho anh chị có thể là an tâm luôn. Đây, sau một ngày làm việc, hôm nay là vườn mình là barbecue ngoài vườn. Mũi quá chừng mũi. Mấy bữa nay là mưa nắng liên tục. Hiện tại thì loại này như mình đã báo là sỉ. Khi mà anh chị mua sỉ thì mình sẽ giao củ phôi mà đang có đã ra mầm rồi ở miền Tây, Sài Gòn, mình về mình ghép ghe và liền luôn nếu mình có giống mới. Còn không thì vườn mình sẽ có thể là cung cấp cho anh chị giống mới mua kèm khi mà mua những cây phôi mini bên vườn của mình. Xem thử nha. Hoành dao động là từ 6 cho tới 12. Đấy. Ghép lên. Sỉ bên mình đó là giá rất đẹp, 100 củ là 50.000. Còn nếu mà lấy 200 củ thì là 15.000. Đó là giá sỉ một gốc. Còn nếu mà lấy ít hơn 10 củ thì là 60.000 một củ. Combo 10 gốc á. Cứ lấy 20 củ thì mình sẽ háo chậu ra, mình sẽ quấn súp mút lại rồi đóng kiện cho anh chị là dễ nhất và tiện nhất. Về thì mình sẽ vào chậu mới và mình kích rễ một lần nữa. Ok nhé, anh chị có nhu cầu đặt hàng có thể là liên hệ bên vườn của mình. Rồi, cái cảnh xe đét chân thành, cảm ơn anh chị nhiều ạ.